Chào cả nhà. Hôm nay mình xử lý phần còn lại ha. Tức là mấy cái câu sentence building, sentence completion cũng như là cái bài đọc ý trong cái đề thi vào lớp 10 chuyên ở tỉnh Hà Nam ha. Rồi, bây giờ mình cứ sau con này trước đi đã ha. You here, Maria, since you leave school. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ thấy đây nó có cái chữ since nè. Thì nó chính là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành đúng không? Thì nó sẽ có một cái câu thần chú đó là trước since thì hiện tại hoàn thành, sau since là quá khứ đơn. Đó, nó có cái câu thần chú như vậy. Thì bây giờ mình cứ tạm viết ra đi. Mình sẽ có là chủ ngữ nè, have nè, ha, số ít thì has ha. Rồi sau đó là V3ED. Rồi sau đó là since, rồi chủ ngữ V2ED. Đó, nó vậy thôi. Rồi, nhưng mà có điều á, các bạn để ý ở đây là nó dùng là câu hỏi. Vậy thì thay vì là chủ ngữ has đi với lại V3 thì mình sẽ đặt cái câu hỏi ha cho cái đoạn này. Đó. Thì bây giờ thay vì là thể khẳng định thì bây giờ mình sẽ biến thành thể nghi vấn. Thì lúc này mình sẽ đưa cái trợ động từ have này nè, đó, ra đằng trước viết hoa ha. Rồi sau đó là chủ ngữ, rồi phần đằng sau viết lại thôi. Ở đây thì có thể là có một số bạn sẽ thắc mắc là tại sao mình lại không có biến cái đoạn gọi là chủ ngữ V2ED, cái đoạn quá khứ đơn này về câu hỏi. Thì bây giờ mình cứ thử viết câu này ra đi, theo như cái hướng mà mình đã gợi ý ở đây trước đi, rồi mình sẽ nói các bạn nghe là tại sao ha. Rồi, thì đây chúng ta sẽ có là have you ha, ngôi thứ nhất số nhiều. Rồi V3 của here là hurt ha, thêm chữ D vô. Rồi have you hurt. Rồi ở đây là mình có là Maria, thì khi mà mình thấy cái dụ mà here rồi sau đó là somebody á, thì ở đây mình phải suy nghĩ một xíu. Có nghĩa là nếu mà mình dùng chữ here from somebody, có nghĩa là mình kiểu mình có cái nhận được tin tức từ ai đó. Rồi. Còn nếu mà mình nói là hear about somebody, được chưa? Có nghĩa là mình có được cái thông tin về ai đó. Có nghĩa là hear from somebody ở đây nè, có nghĩa thì lúc này á, cụ thể trong trường hợp này là nếu mà mình nói là heard from Maria, có nghĩa là Maria có thể gọi điện hoặc là nhắn tin hoặc là gửi thư gì đó để cho mình biết là cái tình hình của bạn ta dạo này nó như thế nào, ví dụ vậy. Còn nếu mà là hear about á, thì kiểu giống như là có một người nào đó khác ha, kể cho mình nghe về cái bạn Maria đó, cái tình hình của bạn đó. Đó. Vậy thì bây giờ tùy ha, các bạn có thể dùng from hoặc là dùng about cũng được. Tuy nhiên các bạn sẽ không muốn sử dụng là here of. Tại vì here of somebody á, thì here of ở đây nó sẽ là một cái phrasal verb và nghĩa của nó sẽ là kiểu mình biết về ai đó. Ví dụ như là have you heard of him? Có là bạn đã từng bao giờ nghe đến cái anh ta chưa? Bạn có biết anh ta không? Đó, cái là biết ha. Đó, còn ở đây là cái vấn đề mình đang muốn là tin tức ha, cái tình hình hiện tại của ai đó. Đó. Rồi ha. So, have you heard from hoặc là about Maria? Nếu mà được chọn thì mình sẽ chọn from ha. Thì nó sẽ nghe nó có vẻ mượt hơn so với lại about. Đó. Rồi. Ok ha. Rồi tiếp tục. Since, rồi chủ ngữ là you, V2 của leave là left. À, như gợi ý ra cái gọi là cái cấu trúc như đây. Rồi, left school. Đó, nó sẽ là như vậy ha. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ đặt ra câu hỏi ha. Giống như hồi nãy các bạn sẽ hỏi mình là vậy tại sao không biến cái đoạn này thành là the did you leave school đúng không? Tại sao vậy? Tại vì ở đây có thể nói một cách đơn giản là thì mình đang có cái chữ since rồi các bạn. Thì mình không thể nào mà mình nói rằng là cái gì mà you have heard Maria since did you leave school, nghe nó rất là kỳ, được chưa? Đó là cái gì mà bạn nghe được cái tin tức về Maria kể từ khi bạn có rời khỏi trường không? Nói chung là nghe vậy nghe rất là tào lao luôn á ha. Thì về cơ bản câu này ý của nó là bạn có biết gì về, bạn có tin tức gì về Maria hoặc là cô ấy có liên lạc với bạn ha kể từ khi bạn rời khỏi trường không? Đó, thì chuẩn nó sẽ là như vậy ha. Rồi, đó là cái câu số 6, number 6.
Rồi mình đi tiếp. Cái câu số 7 với câu số 8 này thật ra là nó nằm ở trong chương trình sách giáo khoa cũ ha. Cái bài mà hình như là ba nó mời Lisa đi về quê với nó. Rồi bây giờ mình có gì đây? Last weekend, my family 2-day trip home village. We start the journey very early morning. Thì bây giờ đầu tiên cứ xác định trước ha. Cái thì chúng ta sẽ sử dụng ở đây, nó dùng chữ last weekend là mùa ở lòng nha, tuần trước đúng không? Ừ. Vậy nên mình giờ mình dùng thì quá khứ ha. Rồi và các bạn sẽ thấy đây chắc là chủ yếu là quá khứ đơn thôi. Rồi bây giờ tuần trước mình cứ viết lại ha, last weekend. Rồi sau đó là my family. Rồi ở đây mình có là 2-day trip nè. Ở đây tốt nhất là nên có một cái hai phần ha, dấu vạch nối. Thì khi mà số ha mà đi với dấu vạch nối rồi một cái danh từ, thường là danh từ chỉ thời gian các bạn, thì nhớ là cái danh từ chữ thời gian ở đằng sau nó không có thêm s nha, cho dù cái số đó cả chục trăm ngàn đi chăng nữa, các bạn lưu ý điểm đó. Rồi vậy thì ở đây bây giờ chúng ta đang có là my family đúng không, là chủ ngữ được chưa. Rồi sau đó bây giờ mình thả cái 2-day trip vô nè. Thì 2-day trip ở đây thì đầu tiên cứ xác định nó là danh từ đúng không, một chuyến đi 2 ngày. Đó, vậy thì làm sao mà có thể nối được cái chữ gọi là my family với lại 2-day trip đây? Thì về cơ bản là gia đình của chúng tôi có ha một cái chuyến đi 2 ngày. Thì đây chúng ta sẽ có là had a 2-day trip ha, một cái chuyến đi 2 ngày. Còn mình nếu mà các bạn nào muốn thì có thể dùng một cái động từ khác thay thế cho chữ had, thì mình sẽ có là go on a trip đúng không? Thì mình có thể dùng là went on cũng được. Đó. Một trong hai ha. Nhưng mà các bạn nhớ là phải thêm cái chữ ờ vô ha, một chuyến đi kéo dài 2 ngày. Đó, các bạn lưu ý. Rồi. Last weekend my family had or went on a 2-day trip. Rồi. A trip to đúng không? Một cái chuyến đi đến đâu đó thì cái giới từ các bạn sẽ cần điền vô là giới từ to. Đó. Rồi. Ở đây thì có thể xác định đó là gia đình của chúng tôi đúng không? Hoặc là gia đình của tôi. Thì ở đây các bạn có thể dùng my home village, hoặc là theo như trong sách giáo khoa nó gửi là our home village, được chưa? Hoặc là nếu mà bí quá thì có thể dùng cái mạo từ the, được chưa? Home village. Theo như trong sách thì một lần nữa là nó dùng cái chữ our ha, cái quê của chúng tôi. Rồi, ok. Rồi, cái đó là đoạn đầu tiên đúng không? Đó, thì tuần trước ha, gia đình của chúng tôi là có một cái chuyến đi 2 ngày về quê. Rồi. Tiếp, we start này quá khứ ha, thì we đi vô started, nó vẫn còn nằm trong cái đoạn này thôi ha. Còn trước thì chuyện gì xảy ra ở trong quá khứ thôi. Rồi started ha, thì we đi vô. Rồi the journey, start something ha, bắt đầu cái gì đó. Rồi đây cũng khá là dễ, chúng ta đang có morning nè, thì cái câu thần chú của mình là giờ dịp dùng at đúng không, ngày dùng on ha, tháng năm mùa của thế kỷ dùng in. Vậy thì chúng ta sẽ có là very early in the morning. Đó, chúng tôi bắt đầu cái chuyến đi ha, rất là sớm vào buổi sáng. Rồi chỉ thêm in the vô nó là xong. Alright. Rồi ha, đó là câu số 7. Rồi, câu số 8. After 3 hours travel bus, we reach old banyan tree entrance the village. Rồi. Ở đây thì sơ sơ là sau 3 tiếng di chuyển bằng xe buýt ha, thì tụi tôi đến được một cái cây đa đúng không, cây đa, kiểu cây đa nó cũng là có tuổi rồi đó, nhìn dịch chữ già nghe dở quá ha, cây đa làng kiểu kiểu vậy. Thì ngay cái cổng vào cái lối vào của cái ngôi làng thì mình sẽ có entrance, sau đây cái lối vào ha. Rồi thì bây giờ đầu tiên là after 3 hours. Đó. Đây là các bạn sẽ phải biến cái chữ travel thành v in á. Sẽ là travel link double hoặc không double chữ l là được ha. After 3 hours traveling, rồi bus là phương tiện thì rõ ràng là giới từ sẽ là giới từ cái từ by. Đó, after 3 hours traveling by bus. Các bạn chắc là coi cân nhắc học thuộc cái kiểu này đi ha. Có nghĩa là khoảng thời gian rồi đi với hành động á, thì nó sẽ đi với lại bên ha. After 3 hours traveling by bus, sau 3 tiếng di chuyển bằng xe buýt ha. Rồi. Ừ, chỗ này thêm dấu phẩy vô cho nó hay ha. Sau 3 tiếng di chuyển bằng xe buýt thì chúng tôi.
reached. Đó, quá khứ ha, tạm biệt đi vô. Rồi, ở đây là mấy cái kệ đang, một cây đúng không? Vậy thì đây mình sẽ dùng cái mạo từ cho danh từ số ít đếm được, mà ô trở đây là uể oải đúng không? Thì mình sẽ dùng mạo từ an, được chưa? Đó, we reached an old banyan tree. Có cái này các bạn lưu ý một tí xíu nè, đó là cái chữ reach thì nó đi trực tiếp với danh từ, cái nơi chốn ha. Ừ. Còn nếu mà arrive á, thì nó phải là arrive at hoặc là arrive in ha. Còn get á, thì nó phải là get to. Đó, cái hàng reach thì ta sẽ thấy là nó sẽ không có cần reach và nó sẽ không có cần đi với giới từ ha, nó đi trực tiếp với lại cái nơi chốn hoặc cái gì đó. Rồi, vấn đề tiếp theo là các bạn sẽ phải xử lý cái chữ entrance nè, đó cái lối vào. Thì nếu mà không lầm là hình như là at the entrance to the village đúng không? Tại cái lối vào ha, đến cái ngôi làng. Đây, giờ mình vào cái entrance rồi sao thấy. Đây là to something nữa không? Đó, at the entrance nè, đó, thấy không? Rồi, at the entrance to something. Đó, thấy chưa? Cái cụm của nó là như vậy. Đó, tại cái lối vào đến cái ngôi làng. Đó, vào cái ngôi làng. Rồi thì chúng ta sẽ có là at the entrance to the village. Đó, rồi vậy thôi. Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ thêm cái mạo từ dĩ nhiên là giới từ add ha, rồi mạo từ the, sau đó là cái giới từ to đằng sau entrance. Đó. Ha, sau 3 tiếng đồng hồ đi bằng xe buýt thì chúng tôi đến ha, một cái cây đa. Đó, có tuổi rồi. Và nó ngay ở cái lối vào cái ngôi làng. Rồi, ok ha. That's for number 8. Now, moving on. Câu số 9. He used wear uniforms when he be school. Ừ. Ở đây nó cố tình gửi cho chúng ta cái chữ use nè. Đó. Thì ở đây thì có thể một số bạn nè hiểu đơn giản là hợp lý nhất là chúng ta có là used to với không. Ha. Used to với không có nghĩa là đã từng. Ha, đã từng. Còn một số bạn suy nghĩ xa xôi hơn xíu là các bạn suy nghĩ là be used to với in. Thì cái này nó sẽ là quen với. Thì bây giờ mình coi thử câu này nè. Anh ấy đã từng mặc đồng phục khi mà anh ấy học ở trường. Nó sẽ hay hơn hay là dở hơn so với là anh ấy quen với việc mặc đồng phục khi mà anh ấy ở trường. Nghe các bạn thấy cái nào cũng ổn đúng không? Nhưng mà thật ra cái câu này kiểu như người ta muốn mình nó đang kể lại những cái sự kiện ở trong quá khứ các bạn. Vậy nên tốt nhất cái câu này là sẽ dùng thì quá khứ đơn ha. Và chúng ta sẽ quyết định là dùng cái cấu trúc là đã từng. Đó. Rồi, thì mình sẽ là he used to wear đó, uniforms đó, when he was at school. Đó, vậy thôi. Thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ thêm cái to vô trong cấu trúc used to. Rồi sau đó mình chia động từ to be ra. Trong quá khứ là was, rồi school là ở trường ha, at school. Đó. Anh ấy đã từng mặc đồng phục ha, khi mà anh ta ở trường. Đó, rồi vậy thôi. Rồi, tiếp. Câu số 10 một lần nữa, since lại xuất hiện. À, since lại xuất hiện. Rồi, thì quá rõ rồi đúng không? Vậy thì bây giờ mạnh dạng đằng trước là hiện tại hoàn thành thôi. Nó cho phủ định nữa đúng không? I not meet parents since last Sunday. Có nghĩa là không gặp được phụ huynh ha. À, không có gặp phụ huynh kể từ chủ nhật tuần trước rồi. Rồi, vậy mình sẽ có là I have not. Ha. Rồi, về bài của meet là met. Rồi, phụ huynh của ai đây? Mình cứ xác định là phụ huynh của mình đi ha. My parents. Đó. Parents. Rồi, since last Sunday. Đó, vậy thôi. Ha. Đó. Thêm cái mạo từ của thì hiện tại hoàn thành vô. Rồi, V3 của meet là met. Rồi ha. Xác định là phụ huynh của ai đưa vô là xong. Đó. Các bạn muốn chế là his parents hoặc là her parents cũng được, không sao hết ha. Nhưng quan trọng là sẽ phải có một tốt nhất là một cái tính từ sở hữu ở đó. Ha. Và bây giờ nếu mà bạn nào vẫn còn hỏi tiếp là tại sao lại là dùng hiện tại hoàn thành thì một lần nữa nha. Cái chữ since ha. Thì chúng ta xác định lần trước là nó sẽ là hiện tại hoàn thành. Rồi, ok. Đó là câu số 10. Câu số 11. They say they be back. Following day. Rồi. Ở đây các bạn nào nhìn thấy liền cấu trúc chưa? Ở đây nó cố tình gửi cho mình là hai chỗ. Thứ nhất là cái thằng following day. Thứ hai là chữ say. Thì thật ra nó đang gửi mình gì? Câu từ thuật đúng không? Ừ.
Thì bây giờ đầu tiên á, mình cứ viết theo cái kiểu câu tường thuật bình thường mà mình vẫn hay 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 viết đi ha. Thì về đầu tiên các bạn phải xác định là following day, đó là cái câu gọi là cái câu trực tiếp á, cái câu trong dấu ngoặc kép á. Thì nó là từ cái chữ gì mà nó để ra được cái chữ là following day này, đúng không? Thì nếu mà các bạn học cái gọi là câu tường thuật ha, thì cái hàng following day thật ra là từ câu trực tiếp, là nó được từ cái chữ gì, từ chữ tomorrow đó. Đó thì trong câu gián tiếp thì nó sẽ thành là the following day, đúng không? Đó rồi, vậy thì bây giờ rõ các bạn thấy đây là tomorrow, được chưa, là ngày mai. À vậy là trong cái câu trực tiếp của mình á thì nó sẽ liên quan tới thì tương lai, đúng không? Mục đích mình nói như vậy để mình xử lý cái chữ be này nè. Đó thì chắc chắn là trong câu trực tiếp của nó sẽ là will be, được chưa? Để mà trong câu gián tiếp mình biến thành gì, would be ha, will sẽ biến thành would. Đó rồi, thì bây giờ chúng ta vào thôi. Rồi đây ha, và câu tường thuật thì mình biến cái chữ say này thành chữ set V2 ha. Rồi để set, thích thì thêm đáp vô, không có không sao, không có cũng không sao ha. Để set that day would be back, đó, the following day. Đó, vậy thôi ha. Họ nói rằng ha, họ sẽ quay trở lại vào ngày hôm sau. Đó, quan trọng là chia cái chữ set ra. Rồi be thì nó sẽ biến thành là would be ha. Đó, rồi following day thì thêm một từ the vô. Rồi đó là cái món cơ bản. Thì cái món tiếp theo thật ra nó cũng chả có gì phức tạp hết. Có nghĩa là lúc này thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm người ta gọi là tường thuật trực tiếp. Có nghĩa là lúc này là các bạn sẽ không cần phải lùi thì. Thì ở đây mình sẽ có thể biến, mình có quyền giữ cái chữ say này lại luôn ha. Rồi một lần nữa là that có không cũng được. Rồi nhưng mà lúc này các bạn sẽ thấy là will nó sẽ không biến thành would, mình cứ giữ bình thường thôi. Đó, they say they will be back. Đó, rồi sau đó là the following day. Đó, thì mình có thể viết như vậy cũng được ha. Nhưng mà một lần nữa, nếu mà để an toàn thì tốt nhất là nên viết theo cái hướng này ha. Đó, mình cứ lùi thì, đó, rồi mình biến cái chữ tomorrow thành the following day bình thường. Đó, vậy là an toàn nhất ha. Rồi, còn một lần nữa ha, ở trên đây người ta gọi là tường thuật trực tiếp, mình sẽ không cần phải lùi thì. Đó, rồi, ok, đó là câu 11. Tiếp qua câu 12. Wish này các bạn, mà nó đang cho cái động từ have, là động từ nguyên mẫu nè. Rồi mà nó cho next school year nữa chứ, là cho năm sau đúng không? Rồi bây giờ đầu tiên cứ thấy next next school year thì cứ mạnh dạn mình hiểu là à con này nó đang muốn mình dùng là tương lai. Thì tương lai cứ mạnh dạn là will phải không trước đã. Nhưng mà hình như nếu mà đụng cái câu wish đúng không, thì hình như là mình sẽ phải biến cái chữ will thành chữ would. À đúng không? Thì đơn giản là gì, là cô ta ước là cô ta sẽ có một cái chiếc máy tính mới ha cho cái năm học tiếp theo. Rồi vậy thì bây giờ mình mạnh dạn mình chia vô she ha. Rồi wishes thì she là ngôi thứ ba suốt mà, động từ thêm es ha, không số giờ chạy xe ha. Rồi sau đó là she would have, được chưa, a new computer, được chưa, đó, next school year. Rồi ok ha. Và nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể cân nhắc thêm cái từ for vào đây cũng được. For the, nếu mà for thì sẽ là for the next school year, nghe nó sẽ mượt hơn. Đó, cô ta ước ha. Rồi cô ta sẽ có, she would have. Rồi, next school year. Ok. Đó, câu 12 là vậy ha. Rồi, nếu các bạn có góp ý gì thì cứ mạnh dạn ha. Phía dưới ở phần mô tả mình có thể trao đổi với nhau thêm. Rồi, câu số 13. Last Sunday, I meet Lang mother. Be kind to everyone. À, câu này thú vị. Thì bây giờ đầu tiên mình cứ xử lý khúc phần trước đó trước đi. Mình đang có last Sunday là chủ nhật tuần trước ha. Rồi last Sunday. Rồi I V2 đúng không? Tại last Sunday chủ nhật tuần trước mà. Vậy mình biến cái chữ meet này là V2. Có cứ đơn ha. Met Lang. Rồi phải. Khúc này vui nè. Mother be kind to everyone. Cái người mẹ ha. Mà kiểu tốt bụng với tất cả mọi người. Thì lúc này tự nhiên đang là tôi chủ nhật tuần trước gặp bạn Lan, cái người mẹ rất tốt với mọi người. Ủa là sao, mẹ là mẹ sao, mẹ này là mẹ của ai, mẹ của Lan đó các bạn. Thì thật ra là nó đang muốn mình viết câu tạm gọi là mệnh đề quan hệ á, mà ở đây nó thể hiện sở hữu.
Vậy thì chỗ này lúc này chúng ta sẽ thêm cái chữ whose vô ha. Đó, câu này anh tìm tính là cái chữ whose nè. Còn cái chữ max là phải nhìn cho bằng được nha, tại vì last Sunday là quá khứ. Rồi, whose mother. Đó. Rồi cái việc gọi là tử tế tốt bụng với người khác là sự thật ha. Vậy mình cứ chia là is ha. Trừ khi cái người mẹ này đã qua đời thì có thể cân nhắc là dùng was ha, nhưng không dùng is đi. Rồi, whose mother is. Thích thì thêm very ha, còn không thôi kệ. Kind to everyone. Đó. Chủ nhật tuần trước ha, tôi gặp bạn Lan, người mà có một cái người mẹ ha, người mà có mẹ mà rất là tốt ha, với tốt bụng tử tế với tất cả mọi người. Ôi ra hay đó các bạn, hay ở cái chỗ nó đưa mệnh đề quan hệ vô ha, cái kiểu sở hữu. Rồi, câu 14. Câu 14 sao? If I meet in outer space, I invite home talk. Rồi đây mình đang có cái chữ alien đây là gì? Là người ngoài hành tinh đúng không? Vậy thì lúc này nếu mà mình viết câu if thì mình sẽ viết if máy. Cái việc mà mình gặp người ngoài hành tinh là có thật không? Tính ít nhất là ở thời điểm hiện tại là không ha. Thì nếu mà là không thật ở quá khứ thì mình sẽ viết là câu điều kiện loại 2. Được chưa? Rồi. Thì bây giờ mình đưa xuống if I rồi V2 của meet một lần nữa là met. Rồi một người ngoài hành tinh ha. An alien. Đó. Rồi. Từ ngoài vũ trụ ha thì mình sẽ thêm cái giới từ from. Đó, from outer space. Đó, rồi. Đó, được chưa? If I met an alien ha from outer space. Nếu mà tôi gặp được một người ngoài hành tinh ngoài vũ trụ á, từ ngoài vũ trụ. Đó. Rồi theo như cấu trúc của mình thì đằng sau là chữ would. Chủ ngữ hay đi với would, đi với V0 đúng không? Đó, thì mình sẽ có là I would invite. Các bạn có thể dùng chữ là it cũng được, dùng chữ him cũng được, đó, dùng chữ her cũng được, nó không có xác định giới tính. Thường ở câu này các bạn có thể dùng it với him cũng không sao hết ha. Tôi sẽ mời nó, mời anh ta hoặc là mời cô ấy ha. Rồi invite somebody home đúng không, này không cần thêm giới từ. Rồi invite it home, rồi mục đích ha, để nói chuyện thì các bạn có thể dùng là to talk. Đó rồi ha. Đó, nếu mà tôi gặp một người ngoài hành tinh ha, tôi sẽ đó, mời nó anh ta cô ấy gì đó về nhà ha để nói chuyện. Đó. Rồi ok ha, ở đây thì nên thêm cái cụm từ vô đó, invite somebody mà đúng không. Đó. Rồi đó là câu số 14. Bây giờ câu 15. Mom never traveled by air before. Mẹ ha chưa bao giờ ha đi bằng máy bay trước đây. Thì các bạn sẽ thấy là cái kiểu mà never before này nè thì thường đó chính là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình có mẹ thì bây giờ mình cứ xác định là mẹ của ai đi. Các bạn sẽ lấy là my mom cũng được ha. Mà các bạn thích thì các bạn ghi là her mom, his mom gì đó không sao hết. À. Rồi hiện tại thành đúng không? Mom là xuất thì has. Never ha. Rồi travel. Rồi by air before. Đó là vậy thôi. Đơn giản ha. Đầu tiên là thêm cái tính từ sở hữu vô. Đó. Rồi never before là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại thành. Vậy nên đưa trợ động từ của hiện tại thành vô. Mom là xuất ha, dùng has chứ không dùng has. Đó. Rồi tính ra là phần đằng sau viết lại thôi đúng không? Has never traveled by air before. Đó. Chưa từng đi bằng máy bay bao giờ. Ok, rồi ha. Đó là cái phần sentence building. Rồi. Còn mấy cái câu còn lại thì ở trong video trước ha, mình đã gửi rồi. Mình đã gửi cho các bạn cái link mà có gọi là hơn 80 đề đó. Thì tha hồ vô đó làm ha. Và mình sẵn sàng ha. Nếu các bạn có thắc mắc thì cứ comment trực tiếp lên trên bất kỳ cái video nào ha. Hỏi thì mình trong khả năng mình sẽ trả lời hết sức ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta chuẩn bị qua phần reading comprehension. Và mình có một cái món quà nho nhỏ cho cả lớp. Chuẩn bị nhé. Rồi, bây giờ mình làm cái bài reading comprehension này ha. Thì thật ra cái bài này thì nếu mà các bạn gõ sơ sơ mấy cái từ khóa đầu tiên á, hoặc là một hai câu đầu tiên của bài, thì bài này nó cũng khá là phổ biến ở trên mạng. Thì ngoài những cái câu hỏi ha, mà trong cái đề thi chuyên nó có đề cập, thì nếu các bạn lên mạng các bạn xem á, thì ở đây chẳng hạn như là ở cái trang
tuyển sinh 247 này ha. Đó, thì nó có thêm một số cái câu hỏi á, thì mình cũng gọi là copy ha, thêm vô trong cái bài cũng chúng ta để mình làm cho nó đa dạng hơn ha. Rồi, đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai á, thì mình có cung cấp thêm cho cả nhà mình ha một cái list từ vựng chỉ đặc biệt liên quan tới cái bài đọc này thôi. Đó, ở đây là nó có tầm khoảng là 71 ha từ với lại cụm từ, thì các bạn có thể sử dụng ha để làm cái bài đọc tốt hơn, cũng giống như là mình tích lũy thêm ha cái từ vựng cho bản thân mình. Alright, thật ra là tuy nên nếu mà kiểu mình vô tình mình bí quá thì mình cũng phải chạy vào đây mình coi ha. Thứ nhất là cái cách phát âm, thứ hai là cái nghĩa của nó, dịch sao nghe cho nó mượt nhất. Đó, rồi bây giờ mình vô ha. Thì làm gì thì làm, cứ vẫn nên đọc, người ta hay nói là đọc đầu đoạn cuối ha, nắm cái đại ý của bài, rồi sau đó mình sẽ đi vô cái đoạn thân. Trước khi vô đoạn thân thì mình sẽ xử lý qua phần câu hỏi ha, xem sơ phần câu hỏi. Rồi, water scarcity is fast becoming one of the major limiting factors in world crop production. Đó, có nghĩa là mình hiểu đơn giản là cái sự hiếm đúng không, của nước á, thì nó đang rất là nhanh chóng ha, trở thành những cái nhân tố mà làm hạn chế lớn, được chưa, ở trong cái sự sản xuất nông nghiệp ở trên thế giới. Rồi, in many areas, poor agricultural practices have led to increasing desertification and the loss of formerly arable lands. Đó, thì ở rất là nhiều khu vực ha, thì những cái phương pháp làm nông á mà nó kém á, thì nó đã dẫn đến ha, một cái cụm khá là hay, have led to, nó đã dẫn đến, hoặc hiểu đơn giản là caused đó, nó gây ra ha, nó gây ra. Rồi, cái sự là sa mạc hóa ha, đó càng ngày xuất hiện cái sự sa mạc hóa. Rồi, the loss, mất, mất những cái mảnh đất canh tác trước đây còn canh tác được. Thì arable ở đây là ý là dành cho việc canh tác ha. Đó, đất nó tạm hiểu là nó cũng màu mỡ kiểu kiểu vậy. Rồi, consequently, vì thế vì vậy ha. Right, those plant species that are well adapted to survival in dry climates are being looked at for an answer in developing more efficient crops to grow on marginally arable lands. Đó, vậy nên rằng là những cái gọi là cái giống ha, thực vật mà nó thích nghi tốt ha, để mà có thể tồn tại ở trong những cái khu vực mà có khí hậu khô, được chưa? Thì kiểu người ta đang xem xét, ở đây mình dùng cái chữ look at là nhìn đúng không? Đó, người ta đang 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 xem xét những cái loài cây như vậy, được chưa? Đó, bởi vì đó sẽ là một cái câu trả lời, hiểu đơn giản một cái giải pháp đó, ha, để có thể phát triển ha những cái vụ mùa mà cho cái năng suất nó bội thu hơn. Đó, để nó có thể gọi là trồng lên trên những cái gọi là cái mảnh đất canh tác á, mà marginally ở đây có nghĩa là very slightly á, not very much á, có nghĩa là không có nhiều. Đó, thì hiểu đơn giản đất ở đây là nó cũng không có màu mỡ lắm kiểu kiểu vậy. Rồi, thì ở đây là nó có gọi là in đậm ha, rồi gạch nghiêng, in nghiêng rồi gạch dưới, thì nơi nó sẽ hỏi mình là cái nghĩa của chữ arable. Thì như nãy giờ mình gợi ý ha, arable ở đây ý của nó đang muốn nói rằng là cái đất canh tác, arable lands là đất canh tác ha, thì nó cũng kiểu màu mỡ kiểu fertile á. Mình đang đọc, mình mới đọc cái chữ fertile là cái này này các bạn. Fertile. Chụp mình bị bấm đúp không chẳng rồi, Fertile. hoặc là Fertile. đó, anh hoặc anh Mỹ ha. Rồi, ok, vậy thì bây giờ mình xử lý cái chữ arable. Đây, arable ha. Ở đây nó đang hỏi là closest in meaning to, có nghĩa là hỏi gần nghĩa. Được chưa? Thì mình sẽ có đáp án là câu C. Đó, kiểu màu mỡ ha. Đó, còn ở đây mình sẽ có cái chữ barren ở đây nè, nếu không lầm nó kiểu là một dạng như là trọc, không có gì á. À, phải không? Đó nè. Baron. Not good enough for plants to grow on it. Đất nó không có màu mỡ ha. Hoặc là not producing fruit or seeds.
đó, không có cho ra trái ha, cho ra hạt, hoặc là not able to have babies, hiểu đơn giản này là gì, là vô sinh đúng không, đó, vô sinh rồi, not producing anything useful or successful, đó, không tạo ra bất cứ cái gì mà có gọi là có lợi ha, có ích hoặc là thành công. Đó, rồi sơ sơ như vậy ha. Đó. Rồi có gì các bạn nghiên cứu thêm ha. Ở đây mình đã không làm marsh, ở đây là kiểu đầm lầy đúng không? Rồi, lỡ nghiên cứu hết luôn nè. Marsh đó, mình có đầm lầy. Còn cái chữ parched này thì sao? Ý của nó là gì? Là khô, à, vậy là một dạng dry. Đó. Rồi ha, thì các bạn sẽ là nếu mà gọi là A với D, A với D ha, thì nó sẽ trái nghĩa với là arable ha. Marsh thì không liên quan, phải nó là đầm lầy, thì mình sẽ có gần nghĩa là fertile hoặc là fertile ha. Rồi, ok. Đó là cái câu đầu tiên mà mình xử lý ha. Mình cứ đọc tiếp đi ha. Mình cứ đọc tiếp cái đoạn, đoạn cuối ha. Cái thói quen thường của mình là vậy. Đoạn đầu, đoạn cuối ha. Nếu nó chia thành 3 đoạn, thậm chí nhiều hơn thì mình vẫn hay làm vậy lắm, để mình nắm cái đại ý của nó. Right, researchers have proposed that synthetic waxes with similar protective abilities could be prepared based on knowledge of desert plants. Đó là những cái nhà nghiên cứu ha, đã gọi là propose, đây là đề xuất. Propose đây có nghĩa là đề xuất. Đề xuất. Đó. Rằng là synthetic waxes, thì ở đây mình có waxes là sáp ha, nghĩa của nó là sáp. Rồi, còn synthetic ở đây có nghĩa là tổng hợp, kiểu tổng hợp trong hóa học các bạn đó. Đề xuất rằng ha, sáp tổng hợp đó mà nó có cùng ha cái năng lực, cái khả năng gọi là bảo vệ đó, thì có thể được chuẩn bị đó dựa trên cái kiến thức về những cái gọi là thực vật ở sa mạc đó. Có nghĩa là sơ sơ đây ý của đang muốn nói rằng là mình sẽ lấy những cái gọi là dùng, không biết mình dùng đúng từ không, nhưng bạn nào học chuyên sinh thì đó là sẽ lấy những cái tính trạng, những cái traits, những cái tính trạng của cây ở ngoài sa mạc ha, nó tích hợp vô những cái cây để mình làm nông á, thì lúc đó là mình không có cần phải quá nhiều nước, nhưng mà nó vẫn đưa ra cái kết quả gọi là như mong đợi ha. Đó. Rồi tiếp nè. If successfully developed, cái này là quá khứ phân từ, các bạn thấy không? Nếu mà được phát triển một cách thành công ha. Rồi, such a compound could be used to greatly increase the plant's ability to maintain health in such adverse situations as inadequate water supply, limited fertilizer availability, attack by pests, and poor storage after harvesting. Một cái câu khá là dài ha. Rồi, nếu mà được phát triển một cách thành công ha, thì một cái hợp chất như vậy á thì có thể được sử dụng ha để mà tăng một cách đáng kể cái gì, cái khả năng của một cái cây để nó có thể duy trì được sức khỏe của nó, của cái cây đó, được chưa, ở trong những cái tình huống ở đây mình sẽ có adverse, sẽ là bất lợi, thì mình hiểu đơn giản là unfavorable ha, hoặc là negative cũng được đó, bất lợi đó. Kiểu ví dụ vậy ha. Đó, as bởi vì khi mà đây mình đang có là inadequate water supply ha, hiểu đơn giản là cái nguồn nước nó không có đủ, được chưa? Rồi gì nữa? Limited fertilizer availability. Thì availability ở đây có nghĩa là cái mức độ khả dụng ha, cái sự có sẵn của cái gì đó. Thì cái gì đó trong trường hợp này là fertilizer, có nghĩa là phân bón. Còn limited là có hạn, thì hiểu đơn giản là cái lượng phân bón có sẵn thì nó có hạn, nó không có nhiều đó. Rồi attack by pests, nó bị tấn công bởi côn trùng đó. Rồi poor storage ha, cái việc lưu trữ á nó kém sau khi harvesting, ở đây là sau khi thu hoạch đó. Ở đây là harvesting là thu hoạch đó. Rồi ha đó, thì sơ sơ là mình có cái đoạn cuối nó là như vậy, và nó cũng không có hỏi thêm từ vựng. Rồi vậy thì câu 1 đó nó hỏi đại ý ha, câu 2 nó hỏi extensive là gì. Rồi. Câu 3 which is one of the ways in which the epicuticular wax protects the plant. Đâu là một trong những cách ha
mà cái epicuticular wax gì đó bảo vệ cái cây đó. Rồi chữ that trong đoạn 2 nó cứu trị cho cái gì. Rồi câu số 5 là it can be inferred that synthetic stimulate waxes. Có nghĩa là sao? Có thể rút ra được ha, infer ở đây có nghĩa là rút ra, thì mình có thể rút ra được rằng ha đó, cái chất tổng hợp, cái chất sáp tổng hợp này nè đó, thì câu A là chưa có thành công, còn câu B là chưa có được phát triển đó, rồi còn câu C là nó có chứa ha những cái tác nhân mà mang tính vô cơ, là những tác nhân mang tính vô cơ, have been inorganic agents, là nó là những cái tác nhân mang tính, là nó là tác nhân vô cơ. Rồi còn câu D là have the quality of causing material, ha, nó có cái phẩm chất ha của cái việc là gây ra vi trùng vi khuẩn đúng không? Đó. Rồi vậy thì nãy mình đang nói về cái synthetic waxes là đây đúng không? Đó cái đoạn này nè. Đó, cái sáp tổng hợp nè đó đúng không, và nó ghi rất rõ đây là if successfully developed đó, tức là nếu mà được phát triển một cách thành công vậy là đã phát triển được chưa, chưa đúng không, vậy thì bây giờ nếu mà mình chọn thì tạm thời là mình ở đây mình mạnh dạn mình thả đáp án vô là câu B ha. Rồi tí nữa thì mình sẽ gọi là check đáp án ha, rồi để coi coi là đáp án của mình nó có chọn hay không. Rồi, đó là cái câu số 5. Đó, đọc đoạn cuối mình xử được như đó ha. Rồi, chữ X trong đoạn 2 hướng chỉ cho cái gì? Rồi, aggression là cái gì? Ở đây mà nếu mà bạn nào đã biết cái chữ aggressive có nghĩa là hung hăng đúng không? Đó, kiểu như sẵn sàng kiểu tấn công người khác á, thì lúc đó các bạn cũng sẽ nhanh chóng chọn được cái chữ attack ha. Đó, aggression, cái sự hung hăng. Đó, để mình sẵn sàng mình nhộn, gọi là bổ nhào vô ai đó ha. Mình bực cho nó một trận đó, kiểu kiểu vậy. Đó. Condition là điều kiện ha, surrounding là những cái thứ xung quanh, còn mình có thể nghiên cứu chữ agitation này nè, nó là gì? Đó, sự bối rối, sự cổ động, sự kích động quần chúng, rồi sự hồi hộp bàn tán, rồi coi thêm tiếng Anh xem. Agitation. Worry that you show by behaving in a nervous way, cái sự lo lắng mà mình thể hiện ha, bằng cái cách là mình behave ha. Và là sao mình cũng là một cái dạng là mình cái biểu hiện ra ha, theo một cái cách là lo lắng đó. Là public protest nè, protest nghĩa là cái sự gọi là phản kháng á đó. Protest. Đó, protest cái sự phản kháng, phản kháng đó, cái sự gọi là chống lại, chống đối đó, phản kháng đó. Rồi sơ sơ là mình có cái chữ agitation là vậy ha. Đó. Đó, thì mình nó dịch sơ cho mình là sự hồi hộp bàn tán sau một chiến dịch cổ động, là cái ngày số 3 này hả, a public meeting or march đó, và một cái buổi meeting mình hay dùng vậy đó, hoặc là một cái đoàn diễu hành nè đó. Cái đoàn diễu hành này tức là một cái nhóm người đó, họ kiểu họ đi để hơi hơi giống cái kiểu mà đi đi biểu tình đó, đó kiểu kiểu vậy rồi ha. Đó. Đã đụng tới gọi là hơi hơi mang tính chất anh chuyên thì mình đừng có ngại ha, gọi là hãy chủ động cái việc tích lũy thêm từ vựng các bạn nhé. Rồi bây giờ mình mới đi lên, tính ra mấy câu còn lại là có còn có một câu này ở đây nè, mình dò thêm xong cái chữ aggression này đi ha, để mình kết thúc cái câu đó luôn đó, hiếu chiến xâm lăng tấn công xâm lược đó, thì mình có cái sự tấn công thì đó, nên là mình mạnh dạn mình chọn chữ attack thôi, attack là tấn công ha. Đó. Thì bây giờ mình chỉ còn cái chữ it nè, chữ that nè, chữ extensive nó giải nghĩa thôi. Còn câu 1 với lại câu 3 thì mình đọc một tí xíu nó sẽ ra thôi ha. Rồi bây giờ mình vô đoạn 2. Plants use several mechanisms to ensure their survival in desert all right, environments. Đó. Thì những cái loại thực vật ha thì chúng sử dụng ha những cái cơ chế khác nhau để đảm bảo cái sự gọi là sống sót của chúng ha ở cái môi trường sa mạc. Đó. Some involve purely mechanical and physical adaptations. Đó. À, một số loài ha, số loài thực vật đó. Involve ở đây thì là involve chứ evolve đúng không? Thì involve ở đây thì vậy thì nếu mà như vậy thì cái chữ some ở đây nó đang khứ chỉ cho mechanism đó. Có nghĩa là một số cái cơ chế đó,
thì nó chỉ liên quan, purely ở đây hiểu không, đơn giản là thuần túy liên quan đến cái sự thích nghi đó, cái adaptation nó là sự thích nghi đó, sự thích nghi đó, sự thích nghi, sự thích nghi thì nó mang tính là một ha, là mechanical ở đây các bạn sẽ dịch là gì, physical là vật lý nè, còn mechanical các bạn sẽ dịch nó là gì đây, cơ khí. Còn ở đây như trong cái list từ vựng thì nó sẽ dịch là gì ta, đây cơ học. Rồi ok ha, rồi bạn nào mà chuyên sinh thì có thể cân nhắc giải thích thêm vô chỗ này ha. Rồi thích nghi mang tính cơ học cũng như là cái vật lý ha. Rồi suggest the shape of the plant surface, đó bắt đầu người ta giải thích nè, chẳng hạn như là cái hình thù ha của cái bề mặt của cái cây đó, thì nó sẽ là smaller leaf size nè, đó cái lá của cái là cái kích thước lá đó nó sẽ nhỏ hơn, được chưa? Rồi and extensive root systems, được chưa? Đó cái hệ thống rễ nó extensive. Thì bây giờ thật ra thì đối với mình cái câu này thì mình có một ít cái kiến thức gọi là liên quan đến thực vật thì nó sẽ dễ hơn đúng không? Đó là khi mà ở ngoài sa mạc các bạn sẽ thấy á là lá của cây á, nó sẽ nhỏ hơn ha, mục đích là gì, để chống thoát nước á. Và nó sẽ có cái bộ rễ rất là sâu nhiều đúng không, nó rộng, mục đích là gì, để nó hút nước đó. Vậy thì extensive ở đây ha, nếu mà dịch sát nghĩa thì ý của nó là rộng đúng không, trải rộng khắp đó, rộng rãi ha, mênh mông đó, nhiều đó, đó nè, thấy chưa, rộng rộng lớn đó, extensive ha. Rồi vậy thì bây giờ xử lý chữ extensive luôn, mình sẽ có là spongy ha, shallow, comprehensive, widespread. Cái này cũng hay ha. Thì ở đây nếu mà gọi là rộng thì mình sẽ mạnh dạn mình chọn câu D ha, widespread đó. Còn cái comprehensive ở đây có nghĩa là complete, full and complete đúng không, đầy đủ ha, đầy đủ đó. Shallow là nông, không liên quan rồi. Còn spongy ha, đâu mình nghiên cứu chữ spongy cả. Soft giống như cái bọt biển mà mình dùng để rửa chén á. Ha, đó, đây là mình vào bên đây cho các bạn thấy cái chữ spongy cái nó rõ. Là spongy. 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 Đó, nó mềm và có thể ha giữ nước một cách dễ dàng, giống như là một cái bọt biển là sponge. Đó. Xem hình không? Xem hình cho vui. Đây, sponge. Để mình xuống lên phóng cho các bạn. Đó. Đó, nó vậy thôi ha, cái bọt biển. Rồi, ok ha. Rồi bây giờ mình quay lại. Rồi, ok. Thì mình mạnh dạn mình chọn widespread ha, rộng ha, rộng lớn, rộng khắp. Rồi, ok. Bây giờ thì mình đi đi tiếp ha. Đi đến cái đoạn mà nó có cái chữ là epicuticular wax này ha. Rồi mình sẽ xử lý được cái câu số 3. Đó. Nó hỏi nó có từ khóa ở đâu thì tìm đúng cái chỗ đó ha để mà mình làm. Rồi, vô. Some of the adaptations are related to chemical mechanisms. Một số cái sự thích nghi thì nó có liên quan đến cái cơ chế hóa học ha. Rồi. Many plants such as cacti have internal gums and mucilage, which give them water retaining properties. Rồi. Rất là nhiều cái loài thực vật ha, chẳng hạn như cacti ở đây chính là danh từ số nhiều của chữ cactus các bạn, có nghĩa là những cái cây xương rồng á. Cái chữ gums ở đây nếu mà các bạn lên mạng các bạn dò thì nó sẽ ghi là nú, nú răng á. Như ở đây là mình thấy cái bản dịch này có vẻ ổn nè, đó, nhựa cây đó. Ha, thì nó có cái nhựa cây ở bên trong, cái lớp nhựa ở bên trong đó, và đây mình sẽ có là mucilage là dịch nhầy ha, đó mà cho chúng chúng ở đây là những cái cây xương rồng á, được chưa, cái tính giữ nước đó, cái tính chất giữ nước đó nè, đó mình có properties là tính chất ha, water retaining là giữ nước đó, vậy ha. Rồi
Another chemical mechanism is that of the epicuticular wax layer. Một ha, cái cơ chế hóa học là chưa khác đó là của cái epicuticular wax. Rồi vậy thì thật ra cái chữ that này thì rõ ràng nó đang khứ chỉ cho mechanism thôi. Được chưa? Một cái cơ chế hóa học khác là của ha, là cái chữ that này là cái cơ chế hóa học của cái này thôi. Đó. Mình nên rằng là lúc này thì mình sẽ có chữ that. Thì mình sẽ mạnh dạn chọn cái câu A ha. Đó. Ở đây thì mình chắc mình xin phép mình có một cái này mình gửi với các bạn nè, nghĩa là có gì mình có là the, ở đây mình đang muốn nói như thế này. Bây giờ nếu mà mình muốn nói là cửa sổ nhà của tôi đúng không, thì lớn hơn cửa sổ của nhà bạn, ví dụ vậy đi, thì mình sẽ nói là the window of my house is bigger than gì, than that of your house. Đó, vậy thì các bạn sẽ thấy nè, cái mình sẽ lấy cái cửa sổ của nhà mình so sánh cái với lại cái cửa sổ của nhà bạn mình. Thì đây cái chữ that ở đây nè, thật ra là nó đang gọi là tránh lặp lại cái chữ the window á, được chưa? Đó, chứ nào nếu mà các bạn viết là the window of my house is bigger than your house thì chẳng khác nào các bạn nói là cái cửa sổ của nhà tôi ha còn lớn hơn nhà của bạn, có là cái cửa sổ so với cái căn nhà đó ha. Thì cái chữ that ở đây một lần nữa là nó đã thay thế cho cái the window này ha. Rồi, đó, gợi ý các bạn một tí xíu ha, cái cách mà nó dùng cái chữ that. Rồi, vậy thì một lần nữa ha. Đó, một cái cơ chế hóa học khác đó là cái cơ chế của ha, cái love gọi là sap. Và nó dịch cái chữ epicuticular là cái gì đây? Rồi, này nếu mình nhớ đây. Epicuticular wax layer. Lớp sáp biểu bì. Rồi ha. Rồi. This wax layer acts as an impervious cover to protect the plant. Ở đây mình sẽ có chữ impervious ở đây nè, có nghĩa là không thấm nước. Ha, không thấm nước. Impervious là không thấm nước. Đó. Thì cái lớp sáp này đó, được chưa? Thì nó đóng vai trò như là một cái lớp ha, không thấm nước để bảo vệ cây. Đó, rồi. It prevents excessive loss of internal moisture. Đó, thì nó, được chưa? Nó ngăn cản cái việc gọi là mất quá nhiều ha cái độ ẩm ở bên trong, internal là bên trong. Vậy thì một lần nữa nó là ai? Nó là cái wax layer này, mà cái wax layer này chính là epicuticular wax đúng không? Đó, cái lớp biểu bì ha. Epicuticular layer, đó, cái lớp biểu bì. Lớp sáp biểu bì. Đó. Rồi, vậy thì bây giờ cái chữ H mình có thể mạnh dạn mình chọn chính là câu B này đúng không? Đó. Rồi ha. Đó. Có nhiều cái để mình học. Rồi. Đó là cái câu nó có chứa cái chữ it. Rồi mình đi tiếp nha. It also protects the plant from external aggression. Rồi cái này mình xử lý rồi ha. Thì nó cũng bảo vệ ha cái cây khỏi cái sự tấn công bên ngoài. External ha là bên ngoài. Được chưa? Còn hồi nãy là mình đang có là internal nè. Đó. Thì nó là bên trong. Nên là bên trong. Rồi ha. Ok, tiếp. Right, which can come from inorganic agents such as gases or organic agents which include bacteria and plant pests. Đó. Thì cái sự tấn công này thì nó có thể ha đến từ những cái tác nhân gọi là hữu cơ chẳng hạn như là các khí ga được chưa? Hoặc là những cái tác nhân mà cái này vô cơ chứ, cái này là hữu cơ ha. Bao gồm là vi khuẩn cũng giống như là những cái côn trùng gây hại cho cây. Đó. Rồi. Đọc dịch xong hết rồi các bạn. Vậy thì bây giờ mình xử lý thôi. Nếu mà đúng thì chỉ còn mỗi câu số 1 thôi đúng không? Đó, cái câu gọi là đại ý ha. Vậy thì bài này chủ yếu là nói về cái gì? Nếu mà câu A thì sẽ là desertification, sa mạc hóa, không liên quan ha. Câu B, decreasing water supply, giảm cái sự cung cấp nước, không liên quan luôn. Developing efficient plants, nghe có vẻ ổn đúng không? Là phát triển ha, những cái loại cây mà nó hiệu quả ha, cho lại năng suất cao.
Rồi. Còn câu D là factors limiting graph production. Cũng có đề cập đó, nhưng mà nó không có thật sự là cái ý tưởng chính của bài này. Cái câu D này là những cái tác nhân ha mà làm hạn chế được chưa? Cái sự là sản xuất gọi là nông sản ha, mùa màng các kiểu. Rồi vậy thì mạnh dạn chọn có C thôi. Đúng không? Là người ta đang nói về những cái tính trạng lấy những cái tính trạng tốt ha. Giữ nước đồ các kiểu á, của các loài thực vật ở ngoài sa mạc, sau đó là mình tích hợp vô ha, đó cái cây chẳng hạn như cây lúa đi đó, mình nói ví dụ vậy đó, để nó có thể là chỉ cần ít nước thôi nó vẫn cho ra cái vụ mùa tương ứng ha, với lại những cái là cái giống lúa ngày xưa đó, ví dụ vậy ha, cơ bản rồi. Vậy là xong cái series này rồi ha, mà lâu lắm rồi mình mới có cái cảm giác là không có nợ các bạn nha. Rồi thì một lần nữa ha, mình có đã để sẵn cái là cái list từ vựng này ở đây rồi ha, các bạn có thể cân nhắc tải về để học ha. Đó, trust me, you want to build up your vocabulary because again, according to one of my let's just say my English teacher, yeah, she said that if you have the vocabulary, then you win. All right, có từ là thắng. Okay, so everyone, thank you for watching the videos, and I'll catch you guys in the next one. And once again, I do hope that you have learned something from the video. Okay, I'll catch you legends in the next one. Bye.